Đoạn sạch tam giới 88 sử kiến hoặc là quả dự lưu, chứng đắc kiến đạo vị, quả vị thấy đạo và là hữu học vị. Gì là 88 sử? Vì chúng sinh tam giới đối với xử lý bốn đế khổ tập diệt đạo chẳng thấu hiểu, cho nên mê hoặc phát sinh 10 sử. 10 sử phân làm hai loại, một là lợi sử tức là phiền não cấp tánh, hai là độn sử tức là phiền não mạn tánh. Lợi sử tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ, kiến thủ, tà kiến. Độn sử tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, cộng lại là 10 hoặc, khiến cho chúng sinh lưu chuyển trong tam giới. Tại dục giới có 32 hoặc, khổ đế có 10 hoặc, tập đế có 7 hoặc, diệt đế có 7 hoặc, đạo đế có 8 hoặc. Tại sắc giới có 28 hoặc, khổ đế có 9 hoặc, tập đế có 6 hoặc, diệt đế có 6 hoặc, đạo đế có 7 hoặc. Tại vô sắc giới cũng có 28 hoặc, đồng với sắc giới. Lại có 16 tâm, tức là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ loại nhẫn, khổ loại trí, tập pháp nhẫn, tập pháp trí, tập loại nhẫn, tập loại trí, diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, diệt loại nhẫn, diệt loại trí, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đạo loại nhẫn, đạo loại trí. Đến 15 tâm thì gọi là hướng dự lưu, đến 16 tâm thì gọi là quả dự lưu, chứng được sơ quả thánh nhân thì đã trừ được 88 phẩm kiến hoặc. Đối với cảnh giới chẳng khởi tâm tham ái, song đối với phương diện lý luận vẫn chẳng rõ ràng.